Việc lựa chọn ngành hàng hay là sản phẩm để kinh doanh trên sàn thương mại điện tử là một cái yếu tố rất là quan trọng để chúng ta có thể có một cái quá trình kinh doanh trên sàn thương mại điện tử một cách hiệu quả hơn. Các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn những ngành hàng nè, những sản phẩm có nhu cầu cao trên thị trường hay là những sản phẩm đang hot trend nè, sản phẩm mùa vụ để kinh doanh trên sàn thương mại. Tuy nhiên, với những bạn mà hoàn toàn mới đặt chân vào con đường kinh doanh online, nếu lựa chọn những ngành hàng hoặc là những cái sản phẩm nào mà các bạn đang có một cái niềm đam mê, có một cái sở thích về nó, hoặc là các bạn có thể lựa chọn những cái lợi thế của các bạn ngay trong thực tế để các bạn lựa chọn sản phẩm. Ví dụ nếu mà bạn có niềm đam mê, có sở thích liên quan tới làm đẹp thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn ngành hàng chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, lựa chọn đăng bán những sản phẩm liên quan tới chăm sóc da, tới trang điểm. Còn nếu mà các bạn trong thực tế các bạn là một người chuyên về may mặc, các bạn có thể may quần áo, may đầm thì các bạn hoàn toàn có thể dựa vào cái sở trường này, các bạn có thể đăng bán ngành hàng thời trang và sản phẩm đăng bán sẽ là những sản phẩm do chính tay các bạn thiết kế và thực hiện may đo. Như vậy khi mà chúng ta có những cái sở thích nè, những cái lợi thế như vậy, các bạn sẽ dễ dàng hiểu rõ về sản phẩm, từ đó các bạn có thể làm cho sản phẩm được chỉnh chu hơn nè. Khi các bạn tư vấn cho khách hàng, các bạn cũng sẽ tự tin hơn. Khi kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, chúng ta có rất là nhiều điều mới mà chúng ta phải học. Nếu mà chúng ta đã hiểu rõ về sản phẩm, hiểu rõ về cái ngành hàng rồi thì chúng ta sẽ dễ dàng hơn. Một chút các bạn có thể tham khảo thêm những thông tin này, những mẹo mà chúng ta có thể lựa chọn sản phẩm để chúng ta đăng bán thông qua trang web học viện Lazada, trang web chính thức của sàn thương mại điện tử Lazada, đưa những cái thông tin hoàn toàn miễn phí cho mọi người, bao gồm là video bài giảng nè, hoặc là những cái buổi livestream hoặc những tài liệu liên quan để mọi người đã tìm hiểu thêm, giúp ích cho mọi người kinh doanh một cách thuận lợi hơn trên sàn thương mại điện tử Lazada. Đường link thì mình sẽ để dưới phần mô tả ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye.